Sau đây xin mời đội tiêu binh chúng ta vào vị trí làm nhiệm vụ. Được diễn ra theo đúng kế hoạch và thời gian. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí đứng lên hàng phía trước. Các đồng chí cựu chiến binh, chúng ta xếp thành hai hàng, ba hàng ở phía sau. Tiếp theo là đến xếp hàng của bà con nhân dân. Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó ban tổ chức lên thắp hương. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương, chi ủy chi bộ chăn nuôi cùng ban công tác mặt trận cơ sở xóm chăn nuôi. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan, ban ngành, lơi con, cháu chắt của đồng chí đang học tập công tác. Kính thưa toàn thể nhân dân và gia đình tăng chủ cùng hiếu khách gần xa, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin công bố quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Đại Từ, Đảng ủy xã Vạn Thọ, số 64 Vạn Thọ ngày 14 tháng 5 năm 2022, quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ điểm G quy định số 1123 ngày 12 tháng 9 năm 2016 của huyện ủy Đại Từ quy định chi tiết về tổ chức lễ tang cho đảng viên được tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng trở lên. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Vạn Thọ khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025, ban chấp hành quyết định điều 1, thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1954, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, từ trần hồi 7 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2022 tại chi bộ chăn nuôi Đảng bộ xã Vạn Thọ. Ban tổ chức lễ tang gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực, Phó ban.
3. Đồng chí Trần Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã, Phó ban. 4. Đồng chí La Thị Đào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên. 5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên. 6. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên. 7. Đồng chí Dương Thị Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên. 8. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, thành viên. 9. Đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, thành viên. 10. Đồng chí Đặng Thanh Phong, Văn phòng Đảng ủy, thành viên. 11. Đồng chí Nguyễn Đình Tuyên, Công chức Văn hóa xã hội, thành viên. 12. Đồng chí Nguyễn Hồng Thân, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, thành viên. 13. Đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư chi bộ chăn nuôi, thành viên. 14. Đồng chí Nguyễn Xuân Dậu, trưởng xóm chăn nuôi, thành viên. 12. Ông Nguyễn Ánh Dương, đại diện gia đình, thành viên. Điều 2. Nhiệm vụ của ban tổ chức do đồng chí trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trang trọng, phù hợp với quy định của cấp trên và nghi lễ phong tục của địa phương. Điều 3. Văn phòng Đảng ủy. Các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban chấp hành, Bí thư Trần Quang Trung đã ký. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương, chi ủy chăn nuôi, chi ủy chi bộ chăn nuôi cùng ban công tác mặt trận cơ sở xóm chăn nuôi. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành, lời con cháu chất của đồng chí đang học tập công tác. Kính thưa toàn thể thân nhân gia đình tăng chủ cùng hiếu khách gần xa. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, ban tổ chức tang lễ xã Vạn Thọ rất lấy làm đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin báo đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1954, không may mắc phải căn bệnh nặng. Đồng chí đã được vợ con, anh em, cháu chắt trong gia đình cùng các y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Song vì tuổi cao sức yếu, đồng chí đã không qua khỏi. Đồng chí đã ra đi từ Việt cõi đời trong niềm đau thương, thương tiếc của anh em, con cháu chất nội ngoại trong gia đình cùng bà con lối xóm, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa. Kính thưa tang lễ, để ôn lại cuộc đời lúc bình sinh của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực, Phó Ban Tổ chức, lên đọc lời điếu. Trân trọng, kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, chi bộ chăn nuôi cùng ban công tác mặt trận xóm chăn nuôi. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan, đơn vị, nơi con cháu, đồng chí đang công tác và học tập. Kính thưa toàn thể thân nhân gia đình tang chủ cùng hiếu khách gần xa. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Hội nạn nhân da cam, Ban thương binh xã hội, Ban tổ chức tang lễ địa phương vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin báo. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1954, quê quán xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chú quán tại xóm chăn nuôi xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi đảng, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì và nhiều bằng khen, giấy khen khác, và là người bị nhiễm chất độc hóa học. Hội viên Hội cựu chiến binh,
hội nông dân, hội người cao tuổi, hội nạn nhân da cam xã Vạn Thọ, đảng viên chi bộ chăn nuôi đảng bộ xã Vạn Thọ. Không may đồng chí mắc phải căn bệnh quá nặng, trong một thời gian dài đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt cõi trần, vĩnh biệt đồng chí, gia đình, anh em, con cháu, vĩnh biệt quê hương. Đồng chí đã tạ thế vào hồi 7 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần. Đồng chí hưởng dương 69 tuổi. Với tấm lòng thành kính tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng toàn thể gia đình, tang chủ. Kính thưa tang lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần túy tại xã Vạn Thọ. Từ nhỏ, đồng chí được cha mẹ nuôi ăn học. Lớn lên, đồng chí là một đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động các phong trào công tác xã hội. Năm 1972, trong khi đất nước còn chiến tranh, đồng chí đã nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí tham gia đi bộ đội là chiến sĩ đóng quân tại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, năm 1974 đến năm 1977. Đồng chí giữ chức vụ A trưởng tại đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 6. Đến tháng 6 năm 1977, đồng chí phục viên về địa phương tham gia lao động sản xuất. Đến tháng 3 năm 1979, đồng chí nhận quyết định tái ngũ giữ chức vụ trung đội trưởng tại đại đội 2, tiểu đoàn 120 trực thuộc của tỉnh Bắc Thái. Tháng 8 năm 1979, đồng chí là A trưởng chỉ huy của đại đội 3, sư đoàn 246 trực thuộc quân khu 1. Tháng 10 năm 1979, đồng chí là trung đội trưởng chỉ huy thuộc tiểu đoàn 3, sư đoàn 246 trực thuộc quân khu 1. Tháng 2 năm 1981, đồng chí phục viên về tham gia lao động sản xuất tại địa phương. Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là bí thư chi bộ chăn nuôi. Từ năm 2003 đến 2008, đồng chí là phó bí thư chi bộ, trưởng xóm chăn nuôi. Từ năm 2009 đến nay, đồng chí là đảng viên chi bộ chăn nuôi đảng bộ xã Vạn Thọ. Từ khi đồng chí tham gia đi bộ đội và tham gia công tác xã hội, đến khi đồng chí chút hơi thở cuối cùng, đồng chí luôn tâm niệm và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn chấp hành đầy đủ mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương và của khu dân cư, gắn bó chặt chẽ với tập thể, với nhân dân trong mọi công việc, trong công tác Đảng, trong công tác hội. Đồng chí luôn là một đảng viên, hội viên mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Kính thưa các đồng chí và toàn thể gia quyến, với 69 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, đồng chí đã cống hiến cho Đảng và Nhà nước, cho xã hội, cho địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh đã vĩnh viễn ra đi, dù vẫn biết rằng sự ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh và tấm gương của đồng chí mãi để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho với chúng ta, đồng chí, bạn bè, với gia quyến, anh em, con cháu, họ hàng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, trong khoảnh khắc tĩnh lặng chia tay này, chúng ta mãi không quên đồng chí. Sau bao năm tháng hoạt động, cống hiến và đóng góp công sức của đồng chí cho Đảng, Nhà nước, cho quê hương, ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí cho Đảng, Nhà nước và địa phương, đồng chí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và huân huy chương cao quý. Đồng chí là người nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ chính sách của Nhà nước tại địa phương. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha,
người ông, người cụ mẫu mực, thầm lặng đầy yêu thương và được sự kính trọng của vợ, của con, của cháu, của chắt. Thưa tang lễ, về đời riêng của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, năm 1972, đồng chí xây dựng gia đình riêng, đồng chí cùng người vợ hiền xây dựng hạnh phúc gia đình. Đồng chí đã sinh hạ được 4 người con, 1 trai, 3 gái. Các con của đồng chí đến nay đã yên bề, gia thất và đang là những người công nhân tốt, làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đó là niềm an ủi bao la dành cho đồng chí trước lúc đi xa về cõi vĩnh hằng. Thưa tang lễ, trong thời gian dài đồng chí lâm bệnh nặng, đồng chí đã được vợ, các con và gia đình, anh em nội ngoại cùng các y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Song vì tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đồng chí không qua khỏi được. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh mất đi là chúng ta mất đi một đảng viên nhiệt huyết, chân tình, giản dị. Hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội người cao tuổi, hội nạn nhân da cam đã mất đi một hội viên tích cực, nhiệt tình. Gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông đáng kính. Xóm làng mất đi một người thân thiện. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh. Trong giờ phút đau thương vĩnh biệt này, thay mặt ban tổ chức tang lễ địa phương, chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, chi bộ chăn nuôi, ban công tác mặt trận xóm chăn nuôi, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội người cao tuổi, hội nạn nhân da cam. Tất cả các đồng chí hội cựu chiến binh, các đồng chí đảng viên trong toàn xã, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, bà con lối xóm đã đến chia buồn tiễn đưa đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh và xin gửi đến toàn thể thân nhân gia đình tang chủ lời chia buồn sâu sắc nhất. Tiếp theo, xin mời đại diện gia đình gia quyến lên phát biểu ý kiến. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong xã, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa. Em tôi là Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1954, không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đã được gia đình và y bác sĩ hết lòng tận tụy quan tâm cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, căn bệnh nặng đã không qua khỏi, em tôi đã từ bỏ cõi trần về với tổ tiên vào hồi 7 giờ sáng ngày 14 tháng 5 dương lịch, tức ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần, hưởng hương 69 tuổi. Đại diện cho gia đình không biết nói gì hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các đồng chí đại diện cho Đảng, cho chính quyền, đại diện cho các cơ quan đoàn thể. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà con thôn xóm láng giềng xa gần, các ông, các bà thông gia, liên gia không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm viếng em tôi và tiễn đưa em tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đưa em tôi ra đồng mộ yên mà ấm, thay mặt gia đình kính mời tất cả quay về nhà uống nước, ăn bữa cơm chia buồn với gia đình. Rất hân hạnh được tiếp đón trong lúc tang lễ gia đình bối rối, có điều gì sơ suất mong được lượng thứ, gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa tang lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh không còn nữa. Đồng chí mất đi để lại niềm đau buồn, tiếc thương vô hạn cho vợ con, anh em, cháu chắt nội ngoại,
trong gia đình, cùng bà con lối xóm, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa. Thưa tăng lễ, để tỏ lòng tiếc thương vô hạn, trước khi vĩnh biệt hương hồn đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh về nơi suối vàng an giấc ngàn thu, tôi đề nghị toàn thể tăng lễ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.